lên trước, hất tay lên trước và đưa tay như thế này. Sau đó đặt tay về phía bên trái. Khi đặt tay bên trái thì mọi người sẽ đổi ngón út nhé. Đó, spicy đây. Tiếp theo này, tay lấy đà lên trên, nắm tay thì khi tay lên trên mọi người sẽ dừng ngược về, kép tay về thì để lên như bình thường. Rồi đồng thời mình rút cái chân phải về ha, làm như thế này đúng không? Đẩy này, tay lên, spicy, xoay đến phải.
và 6
và 6 và 7 và 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. 1, 2, 3, 4 và 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 và 5 và 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết. Bây giờ chúng mình sẽ cùng làm nhanh hơn chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết.